Khi trời sáng, Barbie sau đêm sẽ đi ngủ. Và Barbie sau sáng thì bắt đầu ngày mới. Nếu một ngày trời quên sáng thì sao? Cùng xem Lalilu để biết chuyện gì sẽ xảy ra nha. Mình muốn bộ váy của mình giống như bầu trời đêm. Bọn mình cần loại vải đặc biệt để may váy. Đầu tiên là làm áo. Cắt ra một mảnh vải vừa y luôn nè. Dán ruy băng satin vào. Chiếc váy sẽ quấn quanh phần cổ, vẽ phát một hình tròn. Cắt một lỗ chừa chỗ cho phần eo. Chiếc váy đẹp quá đi, cứ như đang nhìn bầu trời đêm vậy. Cùng làm mũ hình mặt trăng thôi nào. Uốn dây kẽm thành băng đô, uốn cong phần còn lại, tạo hình một nửa mặt trăng cho dây kẽm. Wow. Dùng giấy bạc có màu để làm mặt trăng tỏa sáng. Bọc giấy vào khung. Ráp ngôi sao kim tuyến. Vải twin tím sẽ làm mạng che mặt. Ráp ngôi sao lên và gắn vào băng đô. Lalilu có nhà tạo mẫu giỏi nhất. Mình sẽ giới thiệu cho các chị em của mình. Sau đêm, mặc bộ váy lộng lẫy. Bắt đầu ngày mới khi mặt trời lặn. Đính khoen tròn vào mặt dây chuyền. Móc mặt dây chuyền vào nút chai. Đổ ngôi sao lấp lánh vào một bình nhỏ và đậy nút chai lên. Dùng dây vàng làm tay cầm. Giờ thì các vì sao luôn bên bạn rồi. Ồ, suýt thì quên mất. Vừa kịp giờ, phải làm trời tối lại. Các vì sao bay lên và tỏa sáng như những viên kim cương nhỏ đi nào. Chỉ có sao đêm là sao sáng. Chị ấy sẵn sàng soi sáng trời đêm rồi. Tiệm làm đẹp có cách tiếp cận đặc biệt đối với bạn ấy. Ồ, sao sáng, tỏa sáng quá đi. Kính râm của mình đâu? May mà mình không phải thoa kem chống nắng. Đẹp quá đi. Sẽ ra sao nếu không có bạn chứ? Bạn là tiệm duy nhất mở cửa sớm đấy. Má của Barbie được phủ tàn nhang kim tuyến. Nắng sớm thay thế màn đêm. Tia nắng đầu tiên xuất hiện trên mây rồi. Sao sáng thắp sáng bầu trời đây. Dậy đi thế giới. Chào buổi sáng. Làm đồng hồ báo thức thôi nào. Cắt vài cánh hoa ra khỏi hoa hướng dương nỉ. Dán chúng vào đồng hồ. Dùng keo nến dán mũ và chân. Hoa hướng dương luôn khiến Barbie nhớ về mặt trời nhỏ. Bạn ấy chọn hoa này là có lý do đấy. Lấy nhẫn giả và cắt nó ra như thế này. Tô hoa màu vàng. Rắc kim tuyến ở giữa. Đính khoen tròn. Để Barbie có thể mang theo nha. Sao sáng có trứng ấp mới. Và nó hợp với mọi bộ đồ. Barbie sao sáng đắp mền mây đi ngủ. Lấy một dải đèn chạy bằng pin. Dùng nó làm khung cho đám mây. Giấu dây đèn dưới các lớp bông nhồi. Tạo hình đám mây giống như vậy nha. Lần này đám mây vừa mềm vừa bông. Giống như họ vừa làm kem bông vậy. Sau đêm đảm bảo bạn sẽ có một giấc ngủ ngon. Cắt bạc nạ từ giấy xốp kim tuyến màu đen. Làm trăng khuyết từ giấy xốp vàng. Dán các mảnh lại với nhau. Trang trí nửa còn lại bằng ngôi sao.
Dán dây thun vào mặt sau nha. À, không thấy gì hết. Đợi đêm rồi, mình thử lại vậy. Đến lúc nghỉ ngơi rồi. Mắt mình díp lại rồi. Ồ, đây là thứ mình muốn nói đến. Đom đóm lại bay dưới cửa sổ. Không sao, mình có bịt mắt rồi. Giờ đom đóm không phiền mình được nữa. Vẽ trăng khuyết ra tấm bìa cứng. Làm chân bằng xiên gỗ. Dán queo khuấy cà phê để hỗ trợ. Quét sơn móng tay trong và rắc kim tuyến lên. Trang trí nền bằng ngôi sao. Sau đêm yêu nghệ thuật, nhân lúc còn cảm hứng, mình sẽ vẽ tranh. Wow. Tranh trông xinh quá đi. Mình sẽ treo lên tường. Mình biết mình có tài mà. Chẳng trách mình là sao ở trường ngôi sao. Làm xích đu thôi nào. Quấn giấy vệ sinh quanh dây kẽm. Thêm kết cấu và tạo hình trăng khuyết. Bọc mọi thứ lại bằng giấy bạc và tím. Treo mặt trăng lên xích trang sức. Xích đu đã sẵn sàng đưa sao đêm lên 9 tầng mây rồi. Mặt trăng, lại đây. Sao đêm đích thân gọi bạn kìa. Đây là chiếc xích đu mà mình thích. Mình đã mơ giấc mơ ngọt ngào nhất vũ trụ khi đung đưa nó. Làm tổ chim bằng dây thừng. Gắn các nhánh cây vào. Bọc lại bằng dây leo trang trí. Dùng dây leo làm thành tay cầm. Trang trí thêm chút. Rồi cho chú chim xinh đẹp vào trong tổ. Làm sao Barbie gặp được bạn nhỉ? Sao sáng đang đi dạo trong công viên yêu thích. Đột nhiên nghe thấy tiếng động trong bụi cây. Bình tĩnh nào cố yêu, để chị xem nào. Là một chú chim nhỏ. Là chim nhỏ đã gây tiếng động. Tội nghiệp, chắc tổ em ấy bị ngã. Mình có thể nói chuyện với chim. Là chúng đánh thức mọi người vào mỗi sáng. Giờ thì em an toàn rồi chim nhỏ. Sao sáng dành quá nhiều thời gian cho chú chim nên đã không ngủ đủ giấc cho đêm tiếp theo. Thậm chí còn lỡ cả báo thức. Không thể nào. Mình ngủ quên. Phải làm sao đây? Phải chuẩn bị ngay thôi. Vương miệng mình đâu? Tốt hơn rồi. Sao mọi người phải dậy sớm thế? Lẽ ra mình ngủ được thêm một tiếng rồi. Sao đêm đã về? Chị mất ngủ sao? Em để ý hôm nay chị không đến đúng giờ. Chắc chị mệt lắm. Đồng hồ báo thức hoa hướng dương sẽ gọi được cả đại dương dậy đó. Vậy sao chị đến trễ? Em nhớ có ai đó cài đồng hồ sớm hơn một tiếng. Nên hôm nay không ai biết chị đến trễ đâu. Em đã phù phép bầu trời để mây phủ quanh. Nên không ai biết trời vẫn tối đâu. Ánh trăng không thể chiếu xuyên qua màn mây. Em làm tốt lắm. Bạn thích bên nào hơn? Ban ngày hay ban đêm? Cùng bình luận bên dưới nha. Nhớ ấn thích video, đăng ký kênh La Lilu và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nha.